Hello anh em và mọi người. Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với cả con game đó chính là Sunwin nhé. Thế nay đây mình lại trở lại đây chơi với cả anh em và mọi người trên con game Sunwin. Với số vốn đó chính là 9 củ nha các bạn nhé. Như các bạn đã biết thì game Sunwin có cái về chơi về cái em buồn quá Lan Anh ơi, Lan quay hũ đúng không? À, cái tài xỉu live sóc đĩa live stream và tài xỉu live stream nó có hũ. Ui ui cấp anh bu, trời ui, thằng trời. Lộc từ bao tiền, một hai ba bốn năm sáu, một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín, hơn triệu luôn anh em, triệu rưỡi đi có mẹ ngày. Lộc quả triệu rưỡi sợ ư, giả lẽ ba trắng. Nộp quả triệu rưỡi đấy ạ. Ba trắng ôi nhiều có lên rồi. Chịu. Chịu chịu chịu. Lắp vô tuần em cảm ơn anh bu. Chịu. Đúng vị nhỏ nhất. Sai vị nam em. Em ơi là em. Mấy bố này cũng sẵn của lộc em nó sỏi thật. Ok. Dạ, công nhận là cầu của em nó nhảy quá. Mọi người ơi, cầu của em nó đang hơi nhảy thì mọi người đánh đều tay cho em trước nha. Không có vẻ nào quá to mọi người ơi, đánh đều tay cho em chút xíu nha, cũng không dồn nha. Em rồi đi. Tay này phang nhẹ cái cái lẻ tiếp nha các bạn nhé. Lẻ ba trắng nguyên vị làm sao? Cái gì em chưa có kịp đọc. Rosa nổ rồi ạ. À? Các anh tao thao dối, em khui. Khui ba trắng rồi, ok húp nhé các bạn nhé. Tay đầu tiên ra đòn thì đã ăn rồi anh em ơi. Anh chọn ba đỏ hả? Tay đầu tiên ra đòn thì đã hốc rồi. Nổ tài xỉu rồi à. Và lần số Rosa nổ anh ơi, hôm qua bà nổ hai cái hũ, hôm nay bà cũng nổ thêm cái hũ nữa. Số mà nổ với nó rồi. Có duyên á. Có duyên cái đéo thì chúng mày thích cho ai lộ thì người đấy được lộ thế thôi đúng không? Nguyên vị ba trắng tiếp nhé các bạn nhé. Trời ơi, em cũng mong mong lắm đây. Mà đầu like có, sao nãy giờ chưa ra đây nè. Sao là đầu like, cuối like. Đây, quả này sẽ có tứ. Anh lót tứ cho em nha. Có ok ạ. Quả này sẽ có tứ nha anh em nhé. Đó chính là tứ trắng. Anh lót ba đỏ, em thành ra ba trắng. Em có anh 86, tay cuối. Không ba đỏ, chịu chết. Tứ trắng, ba trắng. Thôi, em cũng vậy. Cái gì cũng được, đừng đôi là được, đừng có hai trắng là được, đúng không? Ba dạ, trắng nguyên vị trắng. Ok, quá tuyệt vời các bạn ơi, quá tuyệt vời. Tay ủa anh ơi, nãy giờ anh không chẳng, trời ơi, vậy là anh gãy ba tay luôn anh bê ơi. Trời ơi, chết em rồi, đã cố tình không đọc tên rồi. Quả này nó gãy vị rồi anh em ơi. Ba đỏ nhá. Có con đê cơ à. Em sốc gì thế? Dạ em sốc nguyên vị ba trắng anh ơi. Quả này là sẽ đánh vị ba đỏ cho anh em và mọi người. Tú em, nhà đáng kiếm mà chưa có anh ơi. Em có con T39. Được đúng một thay đầu, không thấy đâu. Chết anh rồi, nguyên vị tiếp. Không, quả này không nguyên vị được các bạn. Ủa dạ, vẫn nguyên vị. Ba trắng mọi người ơi. Vãi. Nãy giờ có anh yêu nào ôm ba trắng không cho em ké với mọi người ơi. Thấy em thấy bị la không à. Không có anh nào cho em ké lọc hết trơn. 4 tiếng nguyên vị. Dạ 4 tiếng nguyên vị. Thua luôn. Chứ hồi ôm ba đỏ. Em đánh được mà. Nói chung là cũng được. Có bao giờ 5 tiếng các bạn? 4 ba trắng anh ơi, sốc mạnh. Ủa vị sao thấy nó vẫn lắc lắc nhỉ? Còn tay còn nữa, chúng mày cứ chửi đi thì còn tay à, nữa. Anh ơi, hồi nãy em mơ quá trời rắn luôn, mà rắn nhỏ nhỏ. Em mơ rất nhiều rắn. Em có 4 giờ 66 ạ. Em mơ thấy rắn là rắn thì anh em đánh 2332 nha, nó bảo thế. Nếu nó mơ rắn anh em phang 2332 nha. Đỏ đâu ơi, ra ơi, vẫn là ba trắng rồi anh ơi. Nãy giờ có anh nào ôm ba trắng ba không? Đỏ ở đâu ra em thấy bị la quá trời à.
Sao thằng nào cũng bảo rắn đánh 2332 cái giống mình ấy nhỉ? Đấy, rắn đánh 2332. Cái người anh em này có cái xu hướng đánh giống mình ấy nhá. Các bạn nào mà xem được cái video này của mình thì anh em hữu duyên thiên lý làm cái con 2332 thử tí cho sao nhá, biết đâu em ấy mơ rắn thì lại ok nhá. Thôi đánh lô. Được chưa? Đánh lô mà có rà cho em ké với nha. Có anh TR123 ạ. Em sốc thế, chết thế. Còn em này sẽ hồi. Vậy thì mọi người mới dễ nhảy cầu chứ. Tôi nghĩ là hồi sấp đôi. Bốn đỏ em nè. Hồi sấp đôi xong là sẽ sang ba đỏ là hợp lý. Đúng không? Nhưng mà thôi sấp đôi là nghỉ là đẹp rồi. Tôi luột lắm rồi. Ủ vãi. Sony. Hình như anh Sony vừa bỏ em ra thôi sao á. Dạ, lẻ ba đỏ. Đổi màu, dùng mới đổi. Rút thì sao lâu thế? Dạ, hôm qua đó, hôm nay là khách hàng làm rút nhiều nên hơi lâu. Ok anh em nhé, thì mình sẽ dừng cái video tại đây đã. Link tải game thì mình có để ở phần mô tả của video cũng như là dưới phần bình luận cho anh em và mọi người có thể đăng ký tải game và chơi trải nghiệm xem sao. Các bạn nhớ là có một số cái game khá là ok, uy tín, cũng là hay, anh em cũng hay chơi. Thì ở phần mô tả của video mình sẽ để cho anh em và mọi người nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em và mọi người sau. Chúc các bạn thật nhiều may mắn, đánh đâu thằng đấy nha. Cảm ơn anh em và mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ mình. Đừng quên cho mình xin một lượt đăng ký kênh và nhớ bật chuông thông báo nha. Bye bye anh em.